Sau khoảng 3 giờ triển khai lực lượng tìm kiếm, công an huyện Lạc Dương và đội cứu nạn, cứu hộ địa phương đã tìm thấy 5 sinh viên đi lạc trong rừng sâu ở khu vực đỉnh núi Lang Biang. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 8, công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo việc 5 sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh đi lạc trên đỉnh núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Ngay sau đó, công an huyện Lạc Dương đã triển khai lực lượng phối hợp với đội cứu nạn, cứu hộ tự quản thị trấn Lạc Dương. Nhân viên bảo vệ của khu du lịch Lang Biang chia ra thành nhiều mũi, đi sâu vào rừng tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 sinh viên bị lạc trong rừng sâu, cách vị trí xuất phát khoảng 5 km và đưa xuống núi an toàn. Sau khi được cứu ra khỏi rừng, nhóm sinh viên cho biết trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, nhóm đi xe máy từ Đà Lạt vào Lạc Dương. Khi đến chân núi Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, thì bỏ xe lại ven đường rồi cùng nhau leo lên núi Lang Biang và bị lạc trong rừng sâu. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cung cấp nhu yếu phẩm, động viên các sinh viên ổn định tinh thần, đồng thời hỗ trợ đưa xe máy và 5 sinh viên về khách sạn tại thành phố Đà Lạt.